Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1994, chúng ta phải xuống thượng trong khóa tu Phật pháp căn bản. Chúng ta phải học như thế nào để cho những cái điều chúng ta học có thể được được diễn dịch thành cách sống, những cái điều chúng ta học phải được áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì cái pháp đó mới, Phật pháp đó mới gọi là Phật pháp đích thực, nghĩa là khí cơ và khí lý. Và trong cái quá trình học hỏi đó, chúng ta cần phải trong cái quá trình học hỏi đó thì chúng ta phải luôn 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 soi lại cái học và cái hành của chúng ta trong cái gương của trong cái tấm tấm gương của tăng thân. Và đôi khi chúng ta nghe nhưng mà chúng ta chưa hiểu, hoặc là chúng ta hiểu sai, và vì vậy cho nên khi đem ra áp dụng, chúng ta áp dụng không được, không thành công, và chúng ta không có đức tin nơi pháp. Và nếu đức tin nơi pháp của chúng ta không có thì chúng ta không có đức tin nơi Bụt và không có đức tin nơi tăng. Có nhiều cái mình tưởng là mình hiểu rồi, mình chắc mẹ là mình hiểu rồi, nhưng kỳ thực mình có thể chưa hiểu. Trong khi mà nghe pháp thoại của các vị đó thì thầy biết rằng có nhiều cái quý vị chưa hiểu, con nói ra thì mới biết. Ví dụ như là cái ý niệm về tích môn và bản môn đó. Nhưng có một vị trong khi nói pháp thoại nói rằng là bây giờ tôi, những cái lúc đó thì tôi chưa muốn đi vào bản môn, tôi muốn ở lại trong tích môn để giải quyết vấn đề tích môn. Nói như vậy cũng có, không có nghĩa, nói như vậy có nghĩa là người đó chưa hiểu được cái giáo lý tích môn và bản môn. Tại vì người đó là nghĩ rằng là khi mình rời bỏ, mình đi vào bản môn tức là mình rời bỏ cái tích môn. Sự thật là không phải như vậy. Mình không có bao giờ rời bỏ tích môn cả. Thì trang đầu của tập thơ Call Me By My True Name thì tôi có để cái câu đó, để câu rằng là nếu chúng ta tiếp xúc sâu sắc với tích môn, nếu chúng ta sống sâu sắc với tích môn thì chúng ta tiếp xúc được với bản môn. Và khi mà tiếp xúc được với bản môn thì chúng ta chưa bao giờ rời bỏ tích môn cả. Rất rõ ràng. If you live deeply the historical dimension, you will touch the ultimate dimension. When you touch the ultimate dimension, you have not left the historical dimension. Rất là rõ ràng. Vậy thì khi mình nói rằng là tôi chưa muốn, tôi không muốn rời khỏi cái tích môn bây giờ, chỉ cần có mấy chữ thôi mà mình đã có thể thấy được rằng là người đó chưa hiểu được cái giáo lý tích môn và bản môn, chưa thấy được tính cách bất nhị giữa tích môn và bản môn. Cũng như là khi nói về năm cái lạy thì có vị nói rằng lạy thứ hai ba là lạy đất nước, lạy thứ tư là lạy những người mình thương, lạy thứ năm là lạy những người mình ghét. Đâu có phải là lạy người mình thương đâu, đâu phải là lạy người mình ghét đâu, và không phải lạy là để nhớ ơn. Cái vấn đề, cái mục đích của cái lạy không phải chỉ là để nhớ ơn. Nhớ ơn là một cái phần nhỏ của cái lạy, và cái mục đích của lạy là tiếp xúc được với những cái gốc rễ của tổ tiên, của đất nước, tiếp xúc được với những người mình thương và tiếp xúc được với những người mình ghét, để thấy rằng mình cũng có gốc rễ nơi những người đó. Và đó là vấn đề quán chiếu chứ không phải là vấn đề biết ơn. Những gốc rễ đó có đó, nhưng mà tại mình không có tiếp xúc được, thành ra mình thấy mình bơ vơ lạc lõng. Và lại xuống là để tiếp xúc, để thấy được trong mình có gốc rễ của tất cả những cái đó, để đánh tan đi cái ảo tưởng bơ vơ lạc lõng vì ruồng bỏ. Vì vậy cho nên nói là cái lạy thứ tư là lạy những người mình thương là không đúng, là lạy những người mình thương và biết ơn những người mình thương là không đúng. Lạy thứ năm không phải là lạy những người mình ghét. Lạy như vậy là để thấy rằng mình với người mình ghét, với mình người mình thương, nó liên hệ tới cái mức là mình có thể tách rời ra khỏi họ được. Và cái đó là công trình quán chiếu. Chúng ta biết rằng đức tin là cần thiết cho cái niềm vui,
cho cái sự tinh tấn của chúng ta, tại vì đức tin mang lại chúng ta nhiều năng lượng. Và đối tượng của niềm tin có thể là Tam Bảo. Người theo đạo Bụt đó là phải tin Tam Bảo. Và Tam Bảo trước hết là một cái đối tượng của tri giác, của tưởng. Và nếu cái tri giác chúng ta sai lầm thì cái niềm tin của chúng ta không có cơ sở. Ví dụ chúng ta tin rằng Bụt là một vị thần sáng tạo ra vũ trụ, Bụt là một người có quyền ban phước trừ họa và chúng ta có thể chạy chọt van xin, thì Bụt đó là một cái đối tượng tri giác sai lầm. Mà nếu chúng ta đặt niềm tin trên một cái vọng tưởng, một cái tri giác sai lầm, thì niềm tin đó không phải là niềm tin đích xác. Và khi mà chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn khổ đau thì niềm tin đó không đủ để nâng đỡ, và không có đủ nâng đỡ và bảo vệ ta. Cho nên niềm tin ở đây nó cũng phải căn cứ trên sự quán chiếu. Chúng ta không có thể tin mà không có quán chiếu. Mà tin có quán chiếu là tin, là một đức tin nó căn cứ trên kinh nghiệm. Con người của mình, thân thể mình, trí tuệ mình, tất cả đều công nhận cái đó là sự thật thì niềm tin mới là sự thật. Trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta thường thực tập và quay về nương tựa Tam Bảo. Và cái phép thực tập và quay về nương tựa đó, chúng ta chỉ có thể thành công sâu sắc khi mà chúng ta đạt tới một cái thấy, một cái kinh nghiệm khá sâu sắc về Tam Bảo. Và vì vậy cho nên Tam Bảo là một cái đối tượng của sự tu tập. Trong cái truyền thống Việt Nam thì chúng ta ưa nói tự quy y Phật. Nó có nghĩa là quay trở về và nương tựa nơi Đức Bụt trong tự thân của mình. Rất là hay. Cái chữ tự này rất là đặc biệt. Từ này nó có nghĩa là chính đây. Quy là trở về. Trở về có nghĩa là quay trở về. Y là nương tựa vào. Phật là đối tượng của sự trở về, của sự nương tựa. Và Phật đó nằm trong cái tự thân của mình, tự quy Phật. Vì vậy cho nên nếu mình đi tìm một đối tượng quy y nó nằm ở ngoài thì mình đã làm sai rồi. Sự thật á, thì Phật không phải là ở trong ở ngoài, không phải Bắc, không phải Nam, không phải trên, không phải dưới. Và vì vậy cho nên chúng ta nhận diện rằng là đâu cũng có Bụt hết. Và cái điểm mà chúng ta tiếp xúc với Bụt đó là trong trái tim của chúng ta. Vì vậy cho nên trong tất cả các thời đại, tất cả các địa phương, người Phật tử nào cũng nói rằng là Bụt là lòng Phật tức tâm. Vậy thì khi mà chúng ta có niềm tin lên Bụt đó, thì cái niềm tin đó nó có đối tượng là Bụt. Vậy thì Bụt là ai? Bụt là gì? Bụt có thật hay không? Hay chẳng qua chỉ là một cái ý niệm? Chúng ta tin Bụt, chúng ta đầu tư vào Bụt, chúng ta đặt hết cả thân mạng, đặt hết cả tương lai hiện tại vào Bụt. Nhưng giả dụ Bụt cũng có thật, Bụt là một hình tượng do con người vẽ ra, đặt bày ra, thì sao? Có thể Bụt không có, Bụt là một cái sự tưởng tượng ra, một cái sự đặt bày ra do con người, thì sao? Thì đức tin đó nó có thể đổ vỡ rất là dễ dàng. Chúng ta có thể tin Bụt như là tin ông già Noel, hay là tin ông Ngọc Hoàng, hay là tin Tóc Quân không? Mà tin Bụt như vậy là nguy hiểm lắm. Người Phật tử tin Bụt là người Kitô không tin Bụt, theo nguyên tắc là như vậy. Vậy thì Bụt là cái gì để chúng ta tin hay là không tin? Bụt có phải là một cái thực tại hay không? Bụt có thể là một cái sự sáng tạo của trí óc con người hay không? Nếu chúng ta tin vào Bụt và một ngày mai chúng ta khám phá ra rằng Bụt chỉ là một cái sự sáng tạo của trí óc con người thì nguy hiểm lắm, cái niềm tin nó nguy hiểm lắm.
Khi mà chúng ta lâm vào cơn nguy biển mà tự nhiên có cái dấu hỏi nó đặt ra, không biết Bụt có thật hay không, hay Bụt là một cái sáng tạo phẩm của con người, của treo con người, thì lúc đó là chúng ta bơ vơ lắm, chúng ta đau khổ lắm. Cái vấn đề này nó được đặt ra trong các tôn giáo. Có người nói như thế này: vấn đề có Chúa, có Thượng Đế hay là không có Thượng Đế, đó là vấn đề thật. Nhưng mà chúng ta tin đi thì có lỗ lại gì đâu. Nếu chúng ta tin mà có Chúa thì được, thì chúng ta được về thiên đường. Mà nếu không có Chúa thì ta có đâu có lỗi gì đâu. Mà nếu đức tin được đặt trên cái sự tính toán như vậy thì mình thấy đó là một cái gì rất là bi đát. Thì cứ tin đi, nếu có thì mình về thiên đường, còn không tin thì mình đâu có lỗi gì đâu. Và nếu có Thượng Đế thật mà mình không tin thì uống biết bao nhiêu mà kệ. Đó là cái treo con người, là ưa tính toán. Vì vậy cho nên cái đạo lý dương sinh nó giúp cho chúng ta đi vào đức tin một cách rất là vững chãi, từng bước một. Là tại vì chúng ta có thể tiếp xúc với một người, trong Cơ Đốc giáo, Kitô giáo, một các nhà thần học đôi khi nói tới một cái bước nhảy thần học, gọi là theological leap, là một bước nhảy. Tức là tin đó, thì là mình phải có một chút liều lĩnh, giống như đánh bạc. Thì cái ví dụ mà thường được đưa ra là đứa bé nó đứng ở trên bàn và ba nói nó: con nhảy đi, con nhảy xuống đi, có ba đứng đây. Thì đứa bé nó biết rằng là nếu mà nó nhảy lên cái thì thế nào nó cũng được đón nhận trong trong lòng trong trong vòng tay của ba, và nó được sự yêu mộ và sẽ không có sự nguy hiểm. Thành ra đứa bé nó nhảy một cái và ba nó ôm lấy nó. Thì cái ví dụ đó thường hay được dùng để nói tới đức tin ở trong Kitô giáo. Đối tượng của niềm tin nó như là một cái vòng tròn. Nếu anh không có làm một cái động tác nhảy vào thì anh không có thể có được tin. Cái đó gọi là theological leap. Nếu anh không có làm một cái động tác nhảy vào thì anh không có được tin. Và đức tin có khi được diễn tả như là một cái ân huệ, ân sủng của Thượng Đế. Nếu anh tin Chúa, đó là một cái tặng phẩm của Chúa, chứ không phải là tại vì anh giỏi, anh hay. Nếu anh có đức tin được nơi Thượng Đế là tại vì Thượng Đế cho cái anh có ân huệ, cho anh đừng có tưởng đức tin là từ anh mà đi ra. Có nhiều khi người ta nói như vậy. Thành ra đức tin trong trường hợp đó nó có bao gồm một cái hành động, nó có cái tính chất của một cái sự quyết định giữa cái tin hay cái không tin. Vậy vậy cho nên người ta mới dùng chữ leap là bước nhảy. Trong cái giáo lý dương sinh thì chúng ta phải học về tam bảo trong cái tinh thần dương sinh và tương tức. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào tiếp xúc với Bụt nếu chúng ta không có tiếp xúc với Pháp và Tăng. Quý vị tới với đạo Bụt là do cửa ngõ của Pháp hay là do cửa ngõ của Tăng? Và quý vị tiếp xúc được với Bụt đó là do quý vị tiếp xúc được Pháp và quý vị tiếp xúc được Tăng. Và nếu quý vị thực sự tiếp xúc được Pháp á, thì quý vị thực sự tiếp xúc được Bụt với Bụt. Và cái niềm tin của quý vị vững chãi như núi Thái Sơn. Tại Pháp là gì? Pháp là cái thân của Bụt. The Dharma is the body of the Buddha. Và Pháp nó có mặt ở đây và nó có mặt bây giờ, chứ không phải là nó chỉ có mặt
2600 năm về trước. Và vì vậy cho nên quý vị có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Pháp. Quý vị có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Pháp, quý vị có cơ hội kiểm chứng, thí nghiệm về Pháp. Và đức tin của quý vị về Pháp, nó sẽ là đức tin của quý vị về Bụt. Nếu tiếp xúc được với Pháp, thấy được tính cách mầu nhiệm của Pháp, nếu thí nghiệm Pháp, thực tập Pháp, thấy được tính cách khả năng chuyển hóa của Pháp, thì đồng thời quý vị tiếp xúc với Bụt và niềm tin của quý vị nơi Bụt là niềm tin của quý vị nơi Pháp. Và nếu mà cái niềm tin được xây dựng như vậy thì không bao giờ có thể có một cái dấu hỏi nó đưa ra là Bụt có thật hay không có thật, Bụt là một sáng tạo phẩm của con người hay là không. Và quy y Bụt có phải là một cách đánh bạc hay không? Nếu quy y Bụt mà Bụt có thì được cứu độ, mà không có thì đâu có lỗi gì không? Thì không phải, quy y Bụt không có cái tính cách rủi may và đánh bạc như vậy nữa. Cho nên chúng ta có cái danh từ pháp thân Dhammakaya. Pháp thân tức là một cái thân của Bụt, một trong ba thân của Bụt. Và may mắn thay, ta có thể tiếp xúc với cái thân đó của Bụt. Bụt có thân và chúng ta có thể tiếp xúc với thân Bụt. Và trước hết cái thân này là pháp thân. Pháp thân trước hết nó có nghĩa là cái thân thể của giáo lý. Tại vì trước khi thị thực thì Bụt dạy rằng cái thân của tôi đây chẳng qua chỉ là nhục thân. Nhục thân của tôi có thể không còn biểu hiện đối với quý vị, nhưng mà pháp thân của tôi sẽ ở lại hoài hoài với quý vị. Bụt nói như vậy. Cái chữ pháp thân được dùng ngay trong cái thời đại đó. Và pháp thân vẫn còn y nguyên. Pháp thân được tiếp xúc qua kinh điển. Pháp thân được tiếp xúc qua sự hành trì kinh điển. Và pháp thân được tiếp xúc qua những người hành trì kinh điển, tức là tăng thân. Và vì vậy cho nên pháp và tăng là hai cửa ngõ để chúng ta có thể đi vào Bụt. Và nếu chúng ta đem hết trái tim của chúng ta để tiếp xúc, để học hỏi, để thực tập, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với pháp thân của Bụt. Mà tiếp xúc với pháp thân của Bụt tức là tiếp xúc với Bụt. Và đối tượng của đức tin của chúng ta, nó làm cái gì rất là cụ thể. Nó làm bằng trí tuệ, bằng kinh nghiệm, bằng cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là làm bằng một mớ ý tưởng. Và Bụt không còn là đối tượng của một tri giác nữa. Bụt là trở thành cái đối tượng của tất cả cuộc đời của chúng ta, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Bụt không còn là một ý niệm nữa. Khi mà chúng ta tin vào Bụt như một ý niệm thì có thể có sự nguy hiểm, tại vì lỡ cái ý niệm đó nó sai lầm. Nhưng mà chúng ta tin bằng cái cuộc đời của chúng ta, bằng sự thực tập hàng ngày của chúng ta, vì vậy cho nên cái tri giác của chúng ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng chính xác nhờ sự thực tập. Cái khái niệm của chúng ta về Bụt từ thời ấu thơ bây giờ nó không còn nữa, nhờ cái sự tu tập, nhờ sự giải thoát, nhờ sự chuyển hóa, mà cái khái niệm ngây thơ khờ khạo sai lạc về Bụt ngày xưa nó đã tan biến. Và càng ngày chúng ta càng tới gần trong cái bản chất của Bụt. Vậy thì Bụt có pháp thân nhưng mà cũng có tăng thân, tại vì tăng thân là một thân của Bụt, một trong những cái thân của Bụt. Cái danh từ tăng thân này trong quá khứ đã không được dùng nhiều, bây giờ là lúc mà chúng ta phải dùng rất nhiều cái danh từ tăng thân này. Cái thời Bụt còn tại thế đó, vua nước Kosala Prasenajit là một người bạn rất là thân của Bụt, là một cái vị đệ tử của Bụt. Và vua đã từng nói Bụt như thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi nhìn vào tăng đoàn thì con có đức tin nơi Bụt. Câu đó nó có nghĩa rằng là tăng đoàn là tăng thân của Bụt, là một trong những cái thân của Bụt gọi là tăng thân. Tại vì nhìn vào tăng đoàn, vua thấy có những cái vị khất sĩ, những vị khất sĩ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm trầm tĩnh an lạc,
giải thoát và nhìn vào cái tăng thân đó, tiếp xúc được với cái tăng thân đó, thì vua tiếp xúc được với pháp, với chánh pháp, và cũng có nghĩa là vua tiếp xúc được với Bụt. Cho nên vua đã nói rằng nhìn vào tăng đoàn con có đức tin đến Bụt. Vì vậy cho nên tăng đoàn là một thân của Bụt, và thân đó nó có mặt khắp nơi. Và do đó cho nên không những khi mà chúng ta tiếp xúc với pháp là chúng ta tiếp xúc với Bụt, mà chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta tiếp xúc với tăng, chúng ta cũng có thể tiếp xúc với Bụt. Mà pháp và tăng là những cái gì có thể được tiếp xúc ngay trong giờ phút hiện tại, ở đây và bây giờ, ngay trong chính con người chúng ta cũng có tăng. Năm uẩn là tăng phối hợp tinh căn, và đức tin của chúng ta là đức tin được căn cứ trên những cái sự tiếp xúc cụ thể như vậy, chứ không phải là những cái ý tưởng, những cái ý niệm trong đầu của chúng ta mà thôi. Pháp thân và tăng thân chúng ta có thể tiếp xúc được, nhưng mà chúng ta phải có sự khôn khéo, chúng ta phải có sự may mắn, chúng ta phải sử dụng trái tim và trí tuệ của chúng ta thì mới tiếp xúc được với pháp thân và tăng thân của Phật, của Bụt. Là tại vì pháp thân đôi khi nó có thể bị che lấp, tăng thân đôi khi cũng bị che lấp. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rằng pháp thân nó có chân pháp thân, và có khi nó không phải là chân pháp thân. Đôi khi người ta dạy cho mình một cái pháp không đích thực là Phật pháp. Đôi khi người ta dạy cho mình một cái giáo lý mà trong đó nó đi ngược lại với tam pháp ấn, tức là vô thường, vô ngã và niết bàn, thì pháp đó không phải là chân pháp, mình gọi là tà pháp. Tăng thân cũng vậy. Khi một tăng đoàn có tu học, có chánh niệm, có đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, có hộ trì sáu căn, có an lạc, có giải thoát, thì đó là chân tăng. Và trong trường hợp một cái tăng thân mà không có tính cách chánh niệm, không có tính cách giải thoát, không có an lạc, thì mình cũng có thể gọi nó là chân tăng được. Cho nên sự tu học đích thực á, nó làm hiển lộ cái tính cách của chân pháp, nó làm hiển lộ cái tính cách của chân tăng ra, để cho chúng ta được hưởng, và để cho các bạn cùng tu của chúng ta được hưởng. Phật cũng vậy, Phật thân cũng vậy, có chân Phật và tà Phật. Trong kinh Kim Cương, Bồ có nói rằng nếu tìm ta qua hình sắc, nếu nắm ta qua âm thanh, thì người đó đang hành tà đạo và không bao giờ thấy được chính ta. Tức là người đó nắm được một cái tà thân của Phật, chứ không phải là một cái chân thân của Phật. Trong một giấc mơ chúng ta thấy một người có hào quang xanh đỏ tím vàng, hay là trong khi ngồi thiền gọi là xuất hồn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang nắm tay Bụt Di Đà đi chơi trên cõi cực lạc, thì những cái đối tượng đó của tâm ý có thể chỉ là những cái tà thân, những cái hình bóng mà chúng ta cấu tạo trong tâm thức của chúng ta, chứ phải là Bụt, không phải là chân thân của Bụt. Vậy thì trong ba cái thân này, nó có chân thân và nó có cái giả thân, tà thân. Rồi bây giờ đây, cái sự thật là chúng ta đang được tiếp xúc với pháp, pháp thân. Chúng ta phải làm thế nào để tiếp xúc được với chân pháp thân? Mà nếu tiếp xúc được với chân pháp thân thì chúng ta tiếp xúc được với Phật thân. Chúng ta đang tiếp xúc với tăng thân thì chúng ta làm thế nào để tiếp xúc được với chân tăng thân? Nghĩa là một cái tăng thân ở trong đó có chất chánh niệm. Cái tăng thân ở trong đó chúng ta thấy sự có mặt của pháp và của Bụt. Chúng ta nhìn vào Bụt á, nhìn vào Bụt thì chúng ta thấy bản chất của Bụt là pháp và tăng. Nhìn vào một thân thì chúng ta thấy hai thân khác. Khi mà chúng ta nhìn vào pháp á, thì chúng ta tiếp xúc được với Bụt và với tăng. Và khi mà chúng ta nhìn vào tăng thân chân tăng thì chúng ta tiếp xúc được với Bụt và pháp. Đó là giáo lý tương tức của tâm giữa tam bảo. Cái đó gọi là tam vị nhất thể, tức là ba ngôi mà cùng một thể chất. Ba ngôi tức là Bụt, pháp và tăng, the three jewels but one nature.
Mà nếu mà quý vị thấy được như vậy rồi á, thì quý vị sẽ không có than thân trách phận là tại sao mình sanh ra đời quá muộn. Bụt đã nhập diệt từ 2600 năm rồi. Quý vị sẽ không than như vậy, quý vị sẽ cười. Quý vị sẽ vượt được 2600 năm một cách rất là dễ dàng. Quý vị sẽ thấy rằng mình muốn tiếp xúc với Bụt bất cứ lúc nào thì mình tiếp xúc, là tại vì pháp có đó và tăng có đó. Và nếu quý vị giỏi thì quý vị có thể tiếp xúc với chân pháp và tiếp xúc với chân tăng. Mà ít nhiều chúng ta đã được tiếp xúc với chân pháp và chân tăng rồi, chúng ta hãy cố gắng thêm, chúng ta hãy hành trì thêm, thì cái tính chất chân pháp và chân tăng càng ngày càng hiển lộ, để những cái yếu tố tà pháp và tà tăng nó sẽ nhường chỗ cho chân pháp và chân tăng. Cũng như là ánh sáng mặt trời đã chọc thủng được bức màn mây, màn sương. Và nếu mặt trời tiếp tục chiếu rọi thì cái màn sương đó nó sẽ tan và ánh sáng nó sẽ tràn lan trên ruộng đồng và cây cỏ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải chọc thủng cái màn sương có tà pháp và tà tăng để cho chân pháp và chân tăng hiển lộ. Chân pháp và chân tăng hiển lộ thì chân Phật hiển lộ. Tri Ratna, Ratna là tiếng Anh, có khi gọi là Ratna Traya, là độ ba, độ cái bộ ba viên ngọc quý. Và chúng ta biết rằng buộc, nếu là chân buộc thì được làm bằng chân pháp và chân tăng. Chúng ta không có thể tưởng tượng được có buộc mà không có pháp. Buộc mà không có pháp thì làm sao gọi là buộc? Chúng ta không có thể tưởng tượng buộc mà không có tăng, tại vì nếu buộc mà không có tăng thì làm sao có buộc? Cho nên trong tất cả các kinh điển luôn luôn nói rằng buộc bao giờ cũng được bao quanh bởi quyến thuộc của Ngài. Quyến thuộc tức là đệ tử, từ các vị Đại Bồ Tát cho đến các vị Thanh Văn Duyên Giác, các vị Thánh Hiền, các vị Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử, cư sĩ. Và nhìn vào cái chân tăng đó thì người ta tiếp xúc được với chân pháp và chân Phật. Bây giờ chúng ta hãy khám phá thêm về buộc. Chúng ta đã biết rằng cái bản chất của buộc là pháp, là tăng. Thì chúng ta hãy khám phá thêm một chút nữa, thế nào gọi là chân pháp, thế nào gọi là chân tăng. Chúng ta biết pháp tức là con đường hành trì, con đường diệt khổ, con đường chuyển hóa, con đường của bốn sự thật, con đường của 38 sự hành trì chân chánh, tứ đế bát chánh đạo, con đường của 7 yếu tố giác ngộ, thất giác chi, con đường của 5 nguồn năng lượng, tức là ngũ lực. Cái đó là pháp. Nhưng mà pháp không phải chỉ là con đường. Pháp là cái sự thực tập con đường đó, sự thể hiện con đường đó. Chúng ta có thể nói là kinh điển là pháp, giới luật là pháp, các bộ luận là pháp, kinh luật luận là pháp. Và kinh luật luận có thể có mặt dưới hình thức của những bộ sách, và chúng ta có thể lạy xuống trước cái biểu tượng đó của pháp. Bây giờ chúng ta thêm băng cassette video thế. Và tất cả những cái đó là pháp, nhưng mà chưa phải là pháp. Pháp đích thực là những cái đó được thể hiện qua sự sống, tức là sự hành trì pháp. Và ở đâu chúng ta thấy có sự hành trì pháp đó? Có cái sự áp dụng tứ diệu đế vào sự sống không? Có cái sự áp dụng 8 sự hành trì chân chánh vào trong sự sống hàng ngày không? Nếu có thì cái đó gọi là chân pháp, the living dharma. Có nụ cười chánh niệm không? Có bước chân chánh niệm không?
Có ánh mắt chánh niệm không? Có sự an trú trong hiện tại không? Có từ, có bi, có hỷ, có xả như những nguồn năng lượng đang lưu nhuận trong con người, trong xã hội hay không? Thì chúng ta vượt, chúng ta đi lên thêm một bước nữa là sự thực tập, sự thể hiện của cái pháp đó trong cuộc sống. Bước thứ nhất, chúng ta đi sang bước thứ hai để thấy rằng tất cả những cái giáo lý đó, những cái kinh, những cái luật, những cái luận, những cái pháp thoại đó được áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì khi bước sang cái thứ hai này, bước thứ hai này, thì chúng ta có chân pháp, có ánh mắt, có nụ cười, có ăn lạc, có từ, có bi, có hỷ, có xả. Và nếu không có tăng thân thì làm sao mà có cái này? Vì cho nên chúng ta bước luôn bước thứ ba là tăng thân. Và như vậy trong cái bước thứ ba này chúng ta có buộc, trong bước thứ hai này chúng ta có buộc, và trong bước thứ nhất này chúng ta có buộc. Buộc nằm ở trong tăng pháp và tăng cũng nằm ở trong pháp. Ví dụ chúng ta nói pháp là sự thực tập chánh niệm, áp dụng thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thì trong bước thứ nhất này chúng ta thấy kinh luật luận các cách video tiếp nói về chánh niệm trong cái sự sống hàng ngày. Áp dụng chánh niệm, chúng ta thấy chánh niệm được tỏa rạng nơi ánh mắt, nụ cười, bước chân, hơi thở, sự nói năng, cách thức làm ăn, luật hòa, từ bi vị xả, v.v. Và chánh niệm đồng thời được trông thấy trong tăng thân. Tăng thân đi đứng nói cười, bảo hộ sáu căn một cách rất là đàng hoàng. Và là chúng ta thấy chánh niệm nó có mặt thật sự trong pháp. Và chánh niệm có mặt thật sự trong pháp thì đó là chân pháp. Và như vậy pháp nó chứa được buộc. Và vì vậy cho nên chúng ta nói buộc là chánh niệm. Chánh niệm là buộc. Bây giờ chúng ta đi sang tăng. Tăng cũng vậy. Trước hết á, chúng ta có một cái đoàn thể từ 4 người trở lên gọi là sangha, cái tăng đoàn. Những cái tăng đoàn đó đôi khi nó chỉ mới là cái tăng đoàn có hình thức, có đắp y, có ngồi thiền, có đi thiền hành, có ăn cơm im lặng, có tụng giới. Nhưng mà đôi khi cái phần hình thức rất nặng, cái phần nội dung đang còn nghèo đói. Vì vậy cho nên khi mà tiếp xúc với tăng, chúng ta có thể tiếp xúc rất ít với pháp và với buộc, là tại vì cái đoàn thể này, cái tăng thân này, nó nặng về hình thức và nó nhẹ về nội dung. Nó là tăng thật đó, nhưng mà đó mới là bước đầu thôi, như là bước này. Thì bây giờ đây chúng ta lấy cái pháp này đem vào thể hiện trong đoàn tăng đoàn, trong bước thứ hai. Và ở đây chúng ta thấy có một tăng đoàn đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, bảo hộ sáu căn rất đàng hoàng, tập chánh niệm rất đồng hành. Thì tăng này trở thành ra chân tăng. Và chân tăng này chứa đựng buộc vào pháp. Chỉ cần tiếp xúc với chân tăng này thôi là người ta có thể tiếp xúc được với kinh luật luận các sách video. Chúng ta tiếp xúc được với buộc. Và tiếp xúc với tăng thân này, chúng ta tiếp xúc được với Phật thân và Pháp thân. Và có những điều này nó đúng trong trường hợp buộc. Buộc có thể là một cái tượng buộc. Buộc có thể là một bức họa về buộc. Buộc có thể là một người đang ngồi đó. Nhưng mà trong buộc đó có yếu tố giác ngộ, có yếu tố chánh niệm, có yếu tố từ bi, bi xả. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc được với mục này thì chúng ta tiếp xúc được với pháp, chúng ta tiếp xúc được với tăng. Và cái này, cái bước thứ hai này là pháp, và mục luôn luôn là có bao quanh bởi tăng thân. Thì chúng ta tiếp xúc với tăng. Chân Phật luôn luôn có pháp và có tăng làm bản chất.
Chân pháp luôn luôn có buộc và có tăng là bản chất, chân tăng luôn luôn có buộc và có pháp là bản chất, cái đó gọi là tam vị nhất thể. Và cái sự tu tập của chúng ta là làm thế nào để cho ba viên ngọc quý đó nó càng ngày nó càng sáng ở trong cái tự tâm của chính chúng ta. Trong bài quy nguyện chúng ta đọc rằng buộc là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Chúng ta tụng như vậy để chúng ta tiếp xúc với Bụt. Trong khi mà đọc những cái hàng đó, mà nếu quý vị tiếp xúc được với Bụt thì quý vị tiếp xúc được với Pháp và quý vị tiếp xúc được với Tăng. Trong khi tụng, chúng ta không những làm cho cái âm điệu nó trong sáng, nó hay ho, mà chúng ta làm thế nào để có sự tiếp xúc thật với Bụt. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Và khi mà chúng ta đọc bốn câu đó thì chúng ta tiếp xúc được với chân pháp, và tụng niệm nó có cái tác dụng như vậy. Chứ còn đừng có nên tụng niệm như là người ta hát, chỉ để ý về cái phương diện âm thanh mà thôi. Và tiếp xúc được với pháp tức là tiếp xúc được với Bụt và Tăng. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc. Tiếp xúc được với Tăng tức là tiếp xúc được với Bụt và Pháp, và chúng ta có chân Tăng. Thành tụng niệm là một cái pháp môn tu tập rất là quan trọng. Tụng niệm cũng như là ngồi thiền, nếu chúng ta tụng niệm cho đúng pháp thì trong khi chúng ta tụng niệm, chúng ta làm công việc tiếp xúc với Bụt, với Pháp và với Tăng và quán chiếu. Và tụng niệm ở đây không có nghĩa là cầu đạo, là xin xỏ, là năn nỉ. Tụng niệm ở đây tức là thực tập tiếp xúc. Phật thân nó có ba thứ, thân này có ba thứ, thân của Bụt, thân của Pháp và thân của Tăng. Mình biết tìm Phật thân, mình có thể tiếp xúc với cái thân Bụt qua ba cái tùng giang, và tùng giang mà qua thân Bụt, qua thân Pháp và qua thân Tăng. Cái điều này là điều mình vừa mới học, tức là tăng thân cũng là Phật thân, tăng thân cũng là Bụt. Bởi vì cho nên mình trở về, mình nương tựa nơi tăng thân và mình xây dựng tăng thân, mình săn sóc tăng thân. Mình săn sóc tăng thân tức là mình săn sóc Bụt. Và mình là cái gì? Mình là một phần của tăng thân. Và khi mà mình săn sóc mình tức mình săn sóc Bụt. Khi mà anh đi, sư chú đi tắm rửa cho sạch sẽ, sư chú bước từng bước đi cho đàng hoàng, sư chú ăn uống cho có điều độ chừng mực, là sư chú đang chăm sóc thân của Bụt. Khi mà sư chú săn sóc một sư anh, sư em của sư chú, làm cho người đó có thể nở được nụ cười, làm cho người đó có sự an lạc, thì sư chú đang chăm sóc Phật thân. Khi sư cô chăm sóc một sư chị, một sư em, hóa giải được với sư chị, sư em, đem lại hạnh phúc thêm cho tăng thân, tức là sư cô đang chăm sóc thân của mình. Thành là không những đi vào thiền đường, dâng hương, lau bụi trên bàn Bụt là chăm sóc Bụt, mà nắm tay một người sư em, an ủi người sư em của mình, tức là chăm sóc Bụt. Tại vì thân của Tăng tức là thân của mình. Mà khi mà mình dày đạp, mình chà đạp, mình làm cho một cái tăng thân tan rã, tức là mình đang dày sẽ Bụt, mình làm cho Bụt tăng ra. Dễ sợ. Cái này là giáo lý tương tức của tam thân. Cái điều này chính Bụt nói. Bụt nói rằng các thầy, khi mà các thầy săn sóc nhau tức là các thầy săn sóc Như Lai. Cái câu chuyện nó xảy ra tại Nhật Cô Sông Đi. Bụt đi với thầy Anang tới một cái tu viện, trong khi đó các thầy đi khất thực hết, chỉ có một thầy bị bệnh kiết nằm ở nhà. Rồi cái thầy
không có đi cầu được, thành ra phân nó đầy cả giường và cả áo quần. Thành ra buộc với thầy A Nan đi vào trong tu viện thấy như vậy thì mới hỏi các thầy khác ở đâu, không có ai săn sóc thầy hết phải không? Thì thầy đó nói bạch Đức Thế Tôn, các anh các sư anh đi thực hết rồi. Tức là lúc đầu các sư anh các sư em cũng chăm sóc con, nhưng mà sau con thấy kiếp chứng mình con kéo dài quá, sợ để cho tăng thân săn sóc lâu như vậy thì tội, cho nên con nói thôi để con tự làm mới được. Thành ra buộc mới buồn, buộc mới ở lại với thầy A Nan. Trong khi mà chờ các thầy đi khất thực về thì buộc và thầy A Nan đi dọn vào cái phòng của thầy đó, đi giặt cái y của thầy đó, lấy y mới cho thầy mặc. Rồi khi các thầy về khất thực về thì buộc mới nói như thế này: này các thầy, chúng ta đã đi xuất gia rồi, nếu chúng ta không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc cho chúng ta? Rồi vậy cho nên các thầy nên nhớ rằng săn sóc cho nhau tức là săn sóc cho Như Lai. Đó là cái câu nói của mình rất rõ ràng. Cho nên khi mà các sư chú săn sóc cho nhau về thể chất, về tinh thần, về sự tu học, tức là các sư chú săn sóc cho Như Lai. Khi mà các sư cô hòa hợp với nhau, sống với nhau có sự chiều chuộng, có sự nhường nhịn, có sự thương yêu, sự tha thứ, là các sư cô săn sóc được. Đó là tam tam viện nhất thể, ba ngôi báo nó nằm trong một ngôi. Tuy là tăng thân của chúng ta còn là phàm tăng, nhưng mà phàm tăng đó cũng chứa đựng Phật thân và Pháp thân, và phàm tăng đó nếu tu tập thì cũng trở thành ra thánh tăng. Chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng phàm tăng, mà nếu mà đúng là tăng rồi thì phàm tăng cũng chứa đựng buộc mà. Đó là sự thật. Thành ra chúng ta có thể tiếp xúc được với buộc ngay trong lúc này, bây giờ ở đây, bằng cách chúng ta tiếp xúc với Pháp và với Tăng. Pháp và Tăng là có đó, bất cứ lúc nào, available, disponible. Thành ra chúng ta không còn than thở nữa. Chúng ta không còn than thở rằng chúng ta sanh ra các Phật đã 2600 năm. Pháp thân nó cũng có ba thân. Pháp thân nó có, pháp thân nó cũng có buộc, có pháp và có thân. Thì khi mà chúng ta săn sóc buộc, tức là chúng ta săn sóc pháp pháp thân có buộc, mà chúng ta biết rằng tâm chúng ta là buộc. Mỗi khi mà tâm của chúng ta có chánh niệm thì chúng ta làm cho hào quang ở buộc chiếu sáng ở trong tâm của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên quy y trở về nương tựa nó buộc, tức là chúng ta bảo vệ pháp thân. Khi mà chúng ta thực tập chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm ngủ từ sáu căn, là chúng ta tiếp xúc với pháp, pháp đó là pháp thân. Khi mà chúng ta sống với tăng, tăng chúng ta săn sóc tăng, chúng ta làm cho làm thức cho tăng, tức là chúng ta yểm trợ pháp, chúng ta tiếp xúc được với pháp. Và cái điều này nó có thể được thể hiện trong một giây một phút của sự sống. Và tăng thân cũng có ba, tăng thân nó có thân bụt của tăng thân, thân pháp của tăng thân và thân tăng của tăng thân. Thành ra đứng về phương diện thân của bụt đó, chúng ta có ba thân. Đứng về phương diện của pháp chúng ta có ba thân, đứng về phương diện tăng chúng ta có ba thân, tăng nó cũng có ba thân. Chúng ta phải thấy cái thân buộc ở trong tăng thân, chúng ta phải thấy cái thân pháp ở trong tăng thân, và như vậy chúng ta mới thấy được cái thân tăng trong tăng thân. Chúng con tất cả nguyện một lòng trở lại với tăng thân là vậy. Tại vì khi mình trở lại với tăng thân tức là mình trở lại với Phật thân và Pháp thân. Có một người dại dột, một người cư sĩ rất dại dột, nói rằng tôi chỉ quy y hai bảo thôi, Phật bảo và Pháp bảo, Tăng bảo tôi chưa kính, tôi chưa phục, thành ra tôi chưa quy y. Mà người đó là một cư sĩ thuộc hàng bự mà nói như vậy, là chưa hiểu được cái
cái giáo lý tam vị nhất thể. Và có người đi trốn tránh nói rằng là tôi chỉ quy y tăng, nhưng mà tôi chỉ quy y thánh tăng thôi, tức là thánh tăng ở trên mây thôi, trong quá khứ thôi, và trong hiện tại không có thánh tăng, thành ra tôi không có thể quy y được. Nói như vậy cũng là chưa hiểu được cái thuyết, cái lý thuyết tam vị nhất thể. Cái tăng thân của chúng ta là một cái phàm tăng, nhưng mà đó là tất cả tăng thân mà chúng ta có. Tăng thân ở Việt Nam, tăng thân ở Pháp, tăng thân ở Hoa Kỳ, tăng thân ở Thụy Điển, tăng thân ở Đan Mạch, tăng thân ở Nhật Bản, ở Triều Tiên. Chúng ta chỉ có tăng thân này thôi. Mà nếu chúng ta nói là tôi không chấp nhận tăng thân này, tôi đặt hết tất cả tín ngưỡng tôi vào thánh tăng thôi, ở trên núi Linh Thứ thôi, và chỉ có hội Linh Sơn với hội Pháp Hoa mới xứng đáng là đối tượng của niềm tin tăng thân của tôi thôi. Nói như vậy là chưa. Rồi nếu quý vị có tới cái hội Linh Sơn là hội Pháp Hoa thì quý vị mới thấy rằng trong tăng thân đó có những cái phần tử rất là phàm. Chúng ta chỉ đọc giới luật thôi, và chúng ta chỉ đọc lịch sử tại sao những giới này được thiết lập, chúng ta mới biết rằng cái tăng thân bao quanh buộc cái thời đó cũng là phàm tăng, có chất thánh nhưng mà cũng có chất phàm ở trong đó. Ở trong tăng thân nó có chất phàm nhưng mà nó có chất thánh, cũng như ở dưới biển nó có những cái loài san hô hô phách, nhưng mà cũng có những cái loài thủy quái. Những viên ngọc trong tăng thân là những người đang đi trên con đường vào dòng, chưa vào dòng nhưng mà đang ở trên con đường đi vào dòng, gọi là nhập lưu. Vào dòng được gọi là nhập lưu. Nó có hai loại, một loại là đang đang từ từ vào dòng, và hai là người đã vào dòng rồi. Thì cũng như là chúng ta đang đi trên con đường tới Ly Bục, tới Ga Ly Bục, là đang 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 đi trên con đường vào dòng. Thứ hai là lên đến đến Ga Ly Bục rồi, và leo lên ngồi trên xe lửa TGV rồi, và đang chạy, thì đó là đã vào dòng rồi. Thì trong tăng thân nó có hai cái hạng đó mà đã được liệt vào cái phạm trù của một bậc thánh. Mình chưa là thánh nhưng mà mình đang đi trên con đường tham dự vào bậc thánh, vì đã có chất thánh ở trong con người. Mình chưa ngồi trên xe xe lửa SUV nhưng mà mình đang trên con đường đi Ly Bục, thì mình đã có chất của xe lửa trong người mình, có chất của Ly Bục, có chất của TGV trong con người của mình. Thì nếu mà quý vị chưa chứng được nhập lưu, quý vị đang đi trên con đường nhập lưu, thì quý vị đã có cái chất thánh được, chất thánh của nhập lưu. Đó là hai cái quả vị thấp nhất ở trong tăng đoàn. Rồi cái quả vị thứ ba là quả vị gì? Đất lai hay là hả? Anh hàm là cái gì? Nhất là thì nó cũng có hai hai cái hàm. Sau khi mình đã được vào dòng rồi thì mình đi trên con đường tới Nhất Lai, và mình sẽ thành công vào vị Nhất Lai. Nhất Lai là chỉ cần trở về trong cái cõi bụi hồng, chốn bụi hồng này một lần nữa thôi, trang chen vào cái chốn bụi hồng này một lần nữa thôi. Ở trên con đường đi đến Nhất Lai thì mình thuộc về cái phạm trù thứ ba của thánh quả.
mà khi mình chứng được quả Như Lai rồi mình thuộc về thành trụ thứ tư của thánh quả. Rồi tiếp đến cái quả tới là Bất Lai, phải không? Bất Lai là không có trở lại, không có trở lại đây nữa. Cái chữ đây đây á, nó không có nghĩa là cái phương sở. Đây ở đây có nghĩa là cái hoàn cảnh mà trong đó những cái khổ đau, những cái ràng buộc nó còn nhiều. Chúng ta hãy tưởng tượng một người thiếu niên đang bị kẹt vào trong cái vòng ma túy. Thì tuy có sống ở trong gia đình, có đi trường học, nhưng mà có nó cái hấp dẫn lực nào đó cứ kéo anh chàng về cái xóm đó, cái xóm có ma túy. Cái chỗ đó là chốn bụi hồng. Chốn bụi hồng nó nằm ngay ở trong cái thành phố của mình, ngay ở trong cái neighborhood của mình, láng giềng của mình. Nó không phải xa, nó không phải là vấn đề không gian, nó là vấn đề nghiệp. Thành trở về là trở về cái chỗ đó. Thì nếu người thiếu niên đó được gặp thầy, gặp bạn khai thị cho và giúp đỡ cho cái phương pháp thoát, thì có một hôm đó người đó thức dậy bữa mai và thấy mình không có cần đi trở về cái xóm đó nữa, gọi là Bất Lai. Và nếu mình cần trở lại là để cứu đồng, chứ không phải là để mà mua cái chất liệu đó. Dầu xóm đó là xóm bình khang hay là xóm ma túy thì là cũng cái xóm bụi hồng. Và Bất Lai có nghĩa là thoát ra khỏi cái bụi hồng đó rồi, nhưng mà không có nghĩa là mình bỏ. Theo tinh thần bất xả thì sau khi thoát rồi mình phải trở về những cái sống đó để giúp đỡ, gọi là bất xả. Thì đang đi trên con đường Bất Lai thì là đó là ba vị thứ năm. Và sau khi đã đạt được Bất Lai rồi là mình đạt tới quả vị thứ sáu. Quả vị thứ năm là có thầy có bạn đang hướng dẫn mình thoát ra khỏi cái vòng ma túy. Và quả vị thứ sáu là khi mà thầy và bạn đã thành công rồi, mình đã giải thoát ra khỏi cái vòng ma túy rồi, mình mới trở về nữa, thì gọi là Bất Lai. Và quả thứ tư ở đây là A-la-hán. Đúng cũng là đáng được cúng dường. Quả A-la-hán là có thể chặt đứt được tất cả mọi cái dây sinh tử, mình đi đâu mình cũng không có sợ nữa. Đi vào xóm bình khang cũng không có sợ, đi vào xóm ma túy cũng không có sợ, giải thoát. Và trên con đường đi tới A La Hán ứng cúng là mình đã vào trong cái phàm trụ thứ bảy của thánh quả. Và khi mà đạt tới quả vị A La Hán rồi, tức là mình được liệt vào trong cái phàm trụ thứ tám của thánh quả. Thì trong một thăng tăng nó có những viên ngọc như vậy, cũng như là dưới đại dương nó có ma não, san hô, hổ phách, trân châu ở dưới biển. Thì trong một cái tăng thân có tu tập chánh niệm, có chân pháp, có chân Phật, thì nó có 8 cái loại viên ngọc đó. Và cố nhiên lẫn lộn với những viên ngọc đó có những cái uế tạp mà bất cứ một cái phàm tăng nào cũng có. Có những người phạm giới, có những người phạm giới nặng, có những người phạm giới nhẹ nhẹ, và cũng có những người có thanh quả. Và tại vì có lòng từ bi, có trí tuệ, có giác ngộ, có từ bi hỷ xả, cho nên những cái yếu tố phàm tục của tăng thân được chăm sóc, được dung dưỡng, được nuôi dưỡng, được chuyển hóa, để cho những người đó có một cái cơ hội. Thành ra trong một cái tăng thân, nếu có những người có chánh niệm, có giải thoát, những cái người có chất nhập lưu, Nhất Lai, Bất Lai nhiều á, và có một vài người ứng cúng, thì là tăng thân đó là đích thực là tăng bảo. Và chắc chắn khi mình tiếp xúc với tăng thân đó là mình tiếp xúc được với buộc, với pháp và với tăng. Chúng ta không có cần đi đâu xa, chúng ta chỉ cần nhìn vào tăng thân là không. Chúng ta thấy rằng có những người cương quyết đi về hướng tu học,
đóng hết tất cả những cái nẻo cửa cửa ngõ phía sau lưng, những cái cửa cửa ngõ nó đưa mình vào cái cõi đời tục lụy, ma túy, phiền não. Và những người đó có thể là chưa bước lên được cái chiếc xe TGV đi về thánh quả, nhưng mà đang đi về ga, thì những người đó đã có chức thánh rồi. Các sư cô, sư chú, các anh chị nào mà biết rằng cái tâm mình hướng một hướng đi về phía đó và không có đi lui nữa, thì những cái vị đó buộc nói rằng là có chức thánh ở trong luôn. Những người đó là những người gọi là nhập lưu hướng. Và trong tâm thân của chúng ta hầu hết là nhập lưu hướng. Khi mà mình có một cái tâm niệm, có cái quyết tâm đi về hướng tu học, mình đóng những cái cửa trần gian phía sau rồi, mình nói rằng mình nhất định không đi về những hướng đó rồi, thì trong tâm mình nó có một cái chất liệu thánh rồi, và mình được gọi là nhập lưu hướng, tu đạo hoàng hướng. Và khi mà mình đã vững chãi rồi thì cái quả mình gọi là nhập lưu quả, nhập lưu hướng, nhập lưu quả, rồi nhất lai hướng, nhất lai quả, bất lai hướng, bất lai quả, a la hán hướng, a la hán quả, là 8 bậc thánh trong tâm thân. Và mình thấy rất rõ ràng là trong tâm thân mình đó, có những người có giải thoát nhiều hơn những người khác, có những người có an lạc nhiều hơn những người khác, có những người mà bây giờ có mời cách mấy họ cũng không có trở về cái cõi đời tục lụy, tại vì họ đã được an lạc, họ đã thấy được cái giá trị của cái chốn bụi hồng, họ đã có thể đi cứu độ được cho những người khác. Thành ra trong tăng thân nó có chất thánh, dầu là tăng thân của chúng ta ngày hôm nay ở Lăng Hồng, nó có chất thánh ở trong đó. Và vì vậy cho nên nó là tăng bảo. Và vì vậy cho nên khi mà mình thấy có một số những cái chất phàm ở trong tăng thân mà mình chán nản, mình bỏ đi, tức là mình bỏ luôn những cái chất thánh ở trong tăng thân. Và vì vậy cho nên trong cái bài tạng mà chúng ta vừa mới tập á, là chúng con tất cả nguyện một lòng trở lại với tăng thân, là tại vì tăng thân tuy rằng có một ít những chất phàm nhưng mà nó có chất thánh ở trong đó, và vì vậy cho nên nó là tăng bảo. Và nếu nó là tăng bảo thì nó chứa đựng Phật bảo và Pháp bảo. Vì vậy cho nên công trình tu học của chúng ta phải là công trình xây dựng tăng thân. Nếu chúng ta không xây dựng tăng thân thì chúng ta thiếu sót rất nhiều trong sự tu học. Và nếu chúng ta xây dựng được tăng thân, có hạnh phúc, có an lạc, chúng ta tạo ra được cái chất thánh ở trong tăng thân, và công đức chúng ta rất lớn. Chúng ta đang nuôi buộc và chúng ta đang nuôi pháp, và nuôi buộc và nuôi pháp thì công đức rất lớn. Và đây không phải là công trình của vị chúng trưởng, mà là của tất cả các thành phần của tăng thân, là người nào cũng có bộ phận phải nuôi nuôi tăng, phải nuôi pháp. Và khi mình nuôi tăng và nuôi pháp như vậy là mình nuôi buộc công đức vô lượng. Thành ra khi mình tiến cúng một đĩa trái cây trên bàn buộc, là mình phải quán chiếu rằng nuôi buộc bằng trái cây chưa chắc nó đã có phước bằng nuôi pháp và nuôi tăng ở trong cơ thể của mình và trong cơ thể của những người sư anh, sư chị, sư em của mình, những Phật tử, những cái người đồng tu của mình. Ban đầu chúng ta có tam thân, nhưng mà chúng ta biết rằng trong mỗi thân nó có ba thân, vậy cho nên tất cả chúng ta có chín thân. Mà giáo lý về chín thân là giáo lý của thầy Nhất Hạnh, nhưng mà chưa hết. Đi tới thì giáo lý của thầy Nhất Hạnh là giáo lý 27 thân, nhị thập thất thân. Là tại vì thân buộc nó có ba, thân pháp nó cũng có ba, thân tăng nó cũng có ba. Chúng ta đi tìm thân buộc bằng ba nẻo. Tại thân buộc có thể tiếp xúc qua thân pháp và thân tăng, và thân pháp cũng tiếp xúc bằng ba nẻo, thân tăng cũng có tiếp xúc bằng ba nẻo. Nhưng mà sợ những người mà họ cái óc của họ nó đơn giản, thành ra nói cái thuyết 27 thân có thể làm cho họ lộn xộn. Vì vậy cho nên sau này quý vị nói là thuyết chín thân thôi. Chín thân là đủ rồi.
Đây có bài Tán Tam Bảo, xin ghi vào trong bằng. Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công. Đoan nghiêm thiền tòa giữa non sông, sáng rực định linh phong. Trên trán phong hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Lòng hoa hội lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chân tông. Xin quy thường trú Phật Đà Gia. Pháp bảo đẹp vô cùng, lời vàng do chính bụt tuyên dương. Chư thiên trỗi nhạc tàn hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Xin quy thường trụ đạt ma giam. Tăng bảo quý vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm bông. Bay một bát bước thông dong, giới định tuệ dung thông. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm thiền cơ, chứng đạt nên công. Chúng con tất cả nguyện một lòng, trở lại với tăng thân. Xin quy thường trụ tăng già giam. Có thể là bữa nào đó sư cô Trần Đức sẽ dịch cái bài ba bài tám này cho các bạn thiền sinh không biết tiếng Việt. Như vậy mình thấy rằng Tam Bảo là đối tượng của sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày, không phải là đối tượng của đức tin. Điều này tôi đã nhắc nhiều lần trong cái chuyến đi vừa rồi. Quý y Tam Bảo không phải là vấn đề đức tin, mà là vấn đề thực tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thực tập như thế nào để càng để mỗi phút mỗi giây bụt sáng thêm, pháp sáng thêm và tăng sáng thêm trong ta và xung quanh ta. Và chúng ta không nên kỳ thị bụt là khác, pháp là khác, tăng là khác. Tại vì chân bụt là chân pháp và chân tăng. Và nếu chúng ta không xây dựng tăng thân, chúng ta không có chuyển hóa tăng thân, chúng ta không có săn sóc tăng thân, là chúng ta không có săn sóc Phật thân. Vì vậy cho nên săn sóc tăng thân công đức vô cùng, và tăng sự tức là Phật sự. Thường thường chúng ta nói rằng làm Phật sự, và chúng ta nghĩ rằng làm Phật sự thì có phước hơn là làm tăng sự. Nhưng kỳ thật làm tăng sự chính là làm Phật sự. Và làm tăng sự không phải là tổ chức tùng giới mà thôi, tổ chức Phật đản mà thôi, tổ chức yết ma mà thôi. Làm tăng sự tức là tổ chức như thế nào, sống như thế nào để hạnh phúc, để giải thoát, để chánh niệm nó có mặt trong từng giây phút, từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và là làm tăng sự. Thành nấu ăn cũng là tăng sự, giặt áo cũng là tăng sự, quét nhà cũng là tăng sự, săn sóc cho các bạn tu cũng là tăng sự. Mà tăng sự tức là pháp sự, pháp sự tức là Phật sự. Những cái hành động thương yêu chăm sóc của chúng ta, nó phải có tính chất của bụt và của pháp, thì nó mới thật sự là những tăng sự. Ví dụ chúng ta săn sóc một người bạn tu mà chúng ta không có chánh niệm, thì từ cái sự săn sóc đó nó sẽ có cái tình cảm lưu luyến, và người kia có thể bị phụ thuộc vào ta. Không có ta thì người kia đứng không vững một mình, không có ta thì người đó không có sống được.
thì cái sự săn sóc của chúng ta tuy là sự săn sóc nhưng mà nó có ít tính chất tăng sự, tại nó làm nó gây ra những cái vướng mắc. Bởi vì vậy cho nên ta phải coi cái sự săn sóc của chúng ta, cái hành động săn sóc của chúng ta nó có tính chất pháp ở trong đó không. Nếu không có tính chất pháp thì tính chất tăng nó không có. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái đạo lý gọi là tam vị nhất thể rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, từ chấp tác ở ngoài vườn cho đến trong bếp, trong thiền đường, từ cái sự tổ chức tu học của tăng thân, đều là tăng sự hết. Và tăng sự phải được làm trong cái tinh thần của chánh pháp thì mới được gọi là tăng sự. Làm như vậy nó sẽ không gây ra sự vướng mắc, nó sẽ không ra gây ra sự giận hờn và hiểu lầm. Và vì vậy cho nên tăng thân sẽ có hạnh phúc, thì cái thành quả của sự tu học nó được tăng tiến, và chất thánh của tăng thân càng ngày càng lớn. Mà chất thánh của tăng thân càng ngày càng lớn thì sự có mặt của chân Phật và chân Pháp nó càng ngày càng rõ. Đó là cái giáo lý và sự hành trì về Tam Bảo. Và Tam Bảo trở thành ra cái đối tượng hành trì của chúng ta hàng ngày, mà không còn là cái đối tượng của đức tin, không còn chỉ là cái đối tượng của đức tin. Mà nếu chúng ta đầu tư tất cả lý tưởng con người, mạng sống của chúng ta vào cái chuyện thực tập Tam Bảo trong đời sống hàng ngày, thì đức tin đó có ai có thể xô ngã được đâu. Và những cái lúc lâm vào những cái nguy biến, không biết là sống hay chết trong bao nhiêu phút nữa, thì Tam Bảo đó là cái lưng tựa rất vững chãi cho chúng ta, đi đâu cũng có cái sự nương tựa, cái nền tảng của Tam Bảo cả. Sống hay chết không quan trọng nữa, tại cái nền tảng của ta đã là Tam Bảo. Chúng ta biết rằng trong cái đời sống hàng ngày thực tập, nếu chúng ta tiếp xúc được với cái tính vô thường và vô ngã của thực tại bản thân cũng như thực tại xung quanh ta, là chúng ta đang thực tập và tiếp xúc với cái tính chất niết bàn. Và vì vậy cho nên tiếp xúc sâu sắc với tích môn, tức là để tiếp xúc với bản môn. Tôi xin đem ra một ví dụ để quý vị thấy là trong đời sống hàng ngày mình có thể thực tập rất là sâu sắc, chứ không phải là sau 2-3 năm tu học thì mình mới có thể tiếp xúc được sâu sắc. Ví dụ như mình lạy xuống, khi mình lạy xuống á, mình tiếp xúc với là tổ tiên ông bà hước của mình, hay là mình tiếp xúc với tổ tiên tâm linh của mình, thì cái lạy nào cũng giúp mình tiếp xúc với cái bản môn cả. Và tiếp xúc với bản môn như vậy là mình sống sâu sắc cái tích môn của mình, chứ không phải là mình bỏ tích môn. Rồi quý vị mới thấy rằng tiếp xúc với bản môn nó làm nhẹ cái tích môn đi rất nhiều, nó làm vơi cái đau khổ của tích môn đi rất là nhiều. Ban đầu thì mình có một cái hình ảnh của cái sự ra đời của mình, và cái hình ảnh của cái sự nhập diệt của mình. Ví dụ như là khi mình lại xuống, mình có thể thấy rằng là mình sinh ra từ cái lúc này, và mình sống tới lúc này, và mình sống thêm một khúc nữa thì mình sẽ tới khúc này là mình chết. Rồi mình phân biệt cái khúc trước và khúc sau. Bắt đầu mình lại xuống, mình có thể thấy như vậy, tại vì mình tiếp xúc được với cái thân mạng, cái thân mình, cái gọi là thọ mạng của mình, nó có sự lên xuống, nó có sự thay đổi trong cái thời gian 30 năm mà mình sống.
rồi trước đó mình nghĩ là mình không có, và sau đó và mình có thể nghĩ là mình không có. Trong kinh hay có những câu đó, những câu nói về trước đó có ta hay không, sau đó sẽ có ta hay không, và bây giờ có ta hay không. Thường chúng ta nói bây giờ thì có ta, nhưng mà chúng ta không có biết là trước đó có ta hay không và sau đó có ta hay không. Và đó là một cái sự sai lầm rất lớn, một quan chiếu được. Giả dụ mình đang ở cái khúc này thì mình lại xuống, mình lại xuống, mình thấy được là mình sinh ở chỗ này và mình sẽ diệt ở chỗ này. Mình có cảm tưởng là mình có thể sống được cái giờ phút hiện tại, mình có thể sống được cái đời sống của mình. Nhưng mà lại sâu xuống thì mình có thể sống được cái giai đoạn này nữa. Và nếu mà mình lại sâu xuống thì mình có thể sống được cái lúc này nữa. Cái cảm tưởng lúc ban đầu là cái phút này là tịch mịch, không có sự biểu hiện. Và cái khúc này cũng sẽ là sự tịch mịch, không có sự biểu hiện của mình. Mình chỉ biểu hiện từ đây tới đây thôi. Cái cảm giác đầu là nó có thể như vậy, nhưng mình lại sâu xuống thì mình thấy cái cảm giác đó nó tan biến liền. Cũng như một cái đợt sóng nó trồi lên trên biển cả, nó nghĩ rằng nó phát sinh từ chỗ này và tới này thì nó trở thành biển cả. Trước đó không có đó và sau nó không có đó, sau không có nó nữa. Thì đó là cái cảm tưởng lúc đầu và nó sai lạc. Nhưng mà nếu được đợt sóng lại xuống và tiếp xúc được với nước ở trong đó, thì đợt sóng thấy rằng cái khúc trước này và khúc trước này sau này nó không có tịch mịch như mình tưởng. Tức là mình đã có trong khúc này, mình đã phát hiện ngay trong khúc này. Trước hết là mình thấy cha mẹ. Mình là gì nếu không phải là sự tiếp xúc của cha mẹ? Mình là gì nếu không phải là tổ tiên của những thế hệ tương lai? Ít nhất là mình phải thấy cái điều đó. Dù mình là người đi xuất gia thì con cháu mình nó cũng có, con cháu xuất gia mình cũng có, và mình sẽ được tiếp tục ít nhất là trong những cái hình thức đó. Dù là mình xuất gia, các vị tổ sư không phải là cha mẹ đẻ ra cái hình hài mình, nhưng mà đã đẻ ra cái mạng mạch tâm linh của mình. Và mình thấy rằng cái khúc này mà mình nói rằng là tịch mịch không biểu hiện là nó sai, nó có biểu hiện. Nhưng mà tại vì cái tầm mắt của mình nó ngắn, mình nghĩ rằng mình chỉ biểu hiện lúc này, nhưng mà cái lúc này là cái lúc tiếp nối thôi, cho nên không có hát là happy birthday mà hát là happy continuation day, là nó như vậy. Cái chỗ này là không có khóc, không có than, mà nói rằng là happy continuation cũng là đúng nữa. Cái điểm nào mà không phải là cái điểm happy continuation? Điểm nào cũng là điểm happy continuation hết. Ngày hôm nay này, bây giờ chúng ta ngồi đây, cái giây phút này cũng là một cái giây phút happy continuation. Mà lát nữa đi ăn cơm thì chúng ta cũng là một cái giây phút happy continuation. Phải thấy như vậy mới được. Và khi mà lại xuống như vậy rồi đó, thì nếu mà chúng ta làm giỏi thì chúng ta tiếp xúc với cái bản môn ngay lập tức trong lúc đó. Chúng ta sống cái đời sống của chúng ta bây giờ, nhưng mà chúng ta sống cái đời sống của chúng ta trước đó, và chúng ta đồng thời sống cái đời sống của chúng ta sau đó. Và nếu mà cứ lại như vậy thì cái sự sống chết, cái sự sợ hãi sống chết nó tan biến đi, không sợ hãi nữa. Sống chết là sự tiếp tục, không những bắt đầu từ chỗ này mà trước đó, không những chấm dứt từ chỗ này, không phải là bắt là hết hết biểu hiện ở chỗ này mà nó còn tiếp tục biểu hiện ở những chỗ khác. Trong cái lại đó, trong năm cái lại đó, chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với cái bản môn của chúng ta. Ví dụ như là hai sư chú giận nhau, hai sư chú giận nhau, rồi hai sư chú giận nhau trên bình diện bản môn, thì khi mà hai sư chú giận nhau thì hai sư chú mới thực tập và tiếp xúc. Trước hết là mình tiếp xúc,
cái giai đoạn mà mình ở chung là không, đây là cái năm mình tới là không, mình gặp sư chú, đây là cái năm mình phải rời là không để đi ra hành đạo ở chỗ khác. Thì khi mà sư chú giận này, giận sư chú này á, thì sư chú sẽ cúi xuống để tiếp xúc với bạn môn và thấy được, thấy được cái giây phút hai người chưa gặp nhau, và thấy được cái giây phút hai người mỗi người đi một ngã để lo xây dựng tăng thân. Mà thấy được cái này thì cái giận nó tan biến liền lập tức. Thấy được cái đó thì gì? Cái giận nó tan biến liền lập tức. Nó không có nghĩa nữa là mình chỉ được với nhau có mấy năm mà. Mà giận như vậy tức là vô minh lắm, uổng lắm. Thành tự nhiên tiếp xúc được với bạn môn, nó có cái sự thay đổi ở tích môn rất là rõ ràng. Trên đối với kỳ rồi ở bên Mỹ, tôi có nói như thế này. Ví dụ như hai ông bà giận nhau, bà nói cho ông nghe một cái câu gì đó mà ông nổi điên, ông đau khổ lắm. Ông thấy rằng ông muốn tìm một cái câu nói để nói lại cho bà đau khổ, để cho nó ông bớt khổ. Thì thầy mới đề nghị là trong khi đó thì ông nhắm mắt lại và ông tiếp xúc với bạn môn. Ông nói rằng là đôi chừng 60 năm nữa thì mình sẽ như thế nào và người kia sẽ như thế nào hả? Thì chỉ cần một nửa phút thôi, mấy chục giây thôi, thì mình biết rằng là trong 60 năm mình với cái người đứng trước mặt mình sẽ rất là tịch mịch. Tức là mình tiếp xúc được với cái bản môn ở dưới này, mình không có trôi nổi trên cái tích môn này, mình tiếp xúc với cái bản môn này. Rồi sau khi thở một hơi vào và thấy được mình 100 năm về sau hay là 300 năm về sau, mình thấy được cái người đang làm cho mình giận 100 năm về sau hay 300 năm về sau, thì mở ra mình thấy uổng quá cái giây phút này mà mình không có ôm lấy người đó, mình nói với người đó những lời thương yêu dịu ngọt, thì mình là một thằng ngu. Thì vừa mới giận đó, vừa mới nhắm mắt đó, thở một hơi, tiếp xúc của bạn mong mở ra, thì thấy bao nhiêu cái giận hờn của mình nó trở thành, nó giống như là si mê, nó tan biến hết. Và cái sự làm hòa giữa hai người, nó thực hiện một cách rất là mau chóng. Vì vậy cho nên, mình vẫn đứng ở tích môn, nhưng mà mình tiếp xúc được bạn môn, và tiếp xúc được bạn môn, thì nó có sự chuyển đổi ngay ở tích môn, rất là. Các sư cô hay thí nghiệm coi. Chỉ cần mấy năm nữa thôi là mỗi người một ngã. Rồi đây mỗi người một ngã, trong bài hát của cô Trương Vĩ đó. Và những lúc đó nghĩ lại thì thấy rằng cái giây phút này là giây phút rất là quý báu, mà mình buồn nhau rất là uổng.